trời cho muốn nghèo cũng khó, 4 tuổi hái ra tiền, của nả không cầu mà đến ăn Tết to nhất vùng. Thời gian từ nay đến Tết, có 4 con giáp sẽ gặp may mắn về tài lộc, vô cùng giàu sang. Xin chúc mừng tuổi Mão. Theo tử vi, bắt đầu từ tháng 1 dương lịch trở đi, người tuổi Mão sẽ vô cùng suôn sẻ nhờ sự xuất hiện của những cơ hội tốt. Đây sẽ là bước đà quan trọng để tuổi Mão phát triển hơn nữa trong tương lai, rũ sạch mọi khó khăn trước đó. Tuổi Mão là những người rất thông minh và có lý trí. Con giáp này đặc biệt giỏi nắm bắt cơ hội. Những người này luôn là người gây ấn tượng tốt, có khả năng tư duy mạnh mẽ và tính cách rất hào phóng. Cho dù gặp khó khăn nhưng họ cũng rất lạc quan đối đầu với cuộc sống, năng động làm mọi việc để nhanh chóng thoát khỏi khó khăn. Nhờ sự nỗ lực, con giáp tuổi Mão có thể đạt được những cơ hội phát triển tốt hơn, công việc suôn sẻ, thu nhập rủng rỉnh. Cuối năm Quý Mão, những người này không chỉ nhanh chóng thoát nghèo và trở nên giàu có mà còn khẳng định được năng lực, được nhiều người công nhận. Tuổi Mão cần kiểm soát bản thân để tránh những sai lầm không đáng có, chú ý đoàn kết với đồng nghiệp, cải thiện mối quan hệ giữa các cá nhân và làm việc chăm chỉ, bạn có thể phát triển tốt hơn nhiều. Xin chúc mừng tuổi Sửu. Người tuổi Sửu có sự chăm chỉ, nỗ lực, kiên trì hơn người. Thời gian trước đây, bản mệnh gặp một số trở ngại. Tuy nhiên, điều này không làm tuổi Sửu cảm thấy chán nản và bỏ cuộc. Tử vi nói rằng, bước vào tháng cuối năm Quý Mão, người tuổi Sửu có vận trình tài lộc rực rỡ, mọi công sức bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Tháng 12, tuổi Sửu có tài lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Tháng 1, sự nghiệp của bản mệnh có nhiều bước tiến mới, có thêm cơ hội thăng tiến. Bản mệnh chỉ cần tiếp tục duy trì thái độ làm việc tập trung, chăm chỉ là có thể đạt được điều mình muốn. Dự báo con giáp này sẽ bội thu trong Tết Âm sắp tới. Xin chúc mừng tuổi Hợi. Vào những ngày cuối năm, tuổi Hợi được sao tốt chiếu mệnh nên con đường công danh sự nghiệp sẽ có sự thăng tiến vượt bậc, kinh doanh ngày càng phát đạt hơn trước. Nhiều cơ hội sẽ kéo đến với các bạn tuổi Hợi, đồng thời cũng nhận về vô số sự giúp đỡ từ các quý nhân. Việc của các bạn tuổi Hợi chính là chớp lấy cơ hội và kiên trì nỗ lực hết sức, chắc chắn trái ngọt sẽ đến nhanh thôi. Bản tính của các bạn tuổi Hợi thường rất nhạy bén và có khả năng lắng nghe tốt nên sẽ dễ dàng nhận ra các cơ hội đang tìm đến với mình. Đặc biệt, với tính cách hòa nhã và tài ăn nói khéo léo sẽ giúp cho các bạn dễ dàng làm quen với mọi người, tránh được các xung đột không đáng có. Hơn nữa, các bạn tuổi Hợi là những người khá lạc quan nên sẽ không ngại khó khăn và luôn niềm nở giải quyết mọi vấn đề nan giải. Đối với người làm công ăn lương, mọi cố gắng trong một năm qua của các bạn sẽ được cấp trên công nhận và trao về phần thưởng xứng đáng. Việc tăng lương hay thăng chức chính là một trong những điểm sáng khá rõ của con giáp này vào dịp cuối năm nay. Đối với những người kinh doanh bán hàng, vận tài lộc nở rộ, khách hàng kéo tới nườm nượp giúp cho các bạn tuổi Hợi nhận về nguồn thu nhập khủng hơn trước rất nhiều. Đặc biệt, tín hiệu về vận may mở rộng quy mô kinh doanh sẽ kéo đến với các bạn trong khoảng thời gian cuối năm này. Đừng bỏ lỡ cơ hội mà hãy bắt tay vào việc làm ăn lớn hơn nào. Xin chúc mừng tuổi Dậu. Những người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn hơn trước khi bước vào Tết Nguyên đán. Họ có đức tính khiêm tốn, kiên nhẫn. Cộng với ảnh hưởng của sự may mắn, những người bạn tuổi Dậu chắc chắn sẽ mang đến nhiều điều tốt lành về sự gia tăng của cải. Đối với những người thuộc con giáp gà sẽ tiếp tục có quý nhân trong công việc khó khăn tiếp theo. Thành tích tốt trong sự nghiệp sẽ mang lại tài lộc gia tăng. Người tuổi gà sẽ thành công trong việc kiếm tiền nên không được tiêu xài hoang phí một cách xa hoa để tích lũy thêm trong kho bạc nhỏ bé của mình. Đến cuối năm, người tuổi Dậu có thể thu hoạch được nhiều điều tốt lành hơn, cuộc sống suôn sẻ và sẽ trở thành người chiến thắng trong cuộc sống. Đừng tiếc like và comment khi xem video.